Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với cái video của em Long Bùi. Thì hôm nay tối đây em Long Bùi sẽ làm một cái clip về những cái đèn sửa chữa của khách hàng. Thì quá nhiều anh em nhắn tin gọi điện cho Long Bùi để hỏi về tình trạng của những cái đèn của mình. Thì em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em Long Bùi. Những cái clip mà được nhiều anh em hỏi thì chắc chắn là anh em đang xem những clip này rất nhiều để cho những cái đèn của mình đang bị những cái trường hợp đó. Thì cũng có nhiều anh em chưa hiểu được, cho nên Long Bùi sẽ nói luôn. Ví dụ như là anh em đang hỏi mình là ví dụ như không có chụp hình gửi cho Long Bùi cái cây đàn đó, thì hỏi là sửa sửa đàn sửa tầm giá bao nhiêu, thì sao mà Long Bùi biết được, hoặc là tùy vào cái mức độ nặng nhẹ của cái đàn đó, hoặc là tùy vào cái chất lượng gỗ của cây đàn mà để cho em Long Bùi mới báo được cho mọi người là có sửa được hay không đã đó. Chứ không phải là cây đàn nào nó cũng bị lỗi như thế, sửa nó như thế, cho nên mình không hỏi thể nó hỏi được. Với Long Bùi thì làm ví dụ như gãy cần này, cong cần này, bung ngựa này, thay phím này đó, rồi hở keo mặt này, bỡ thùng này, sơn phết lại này, đều làm hết nha mọi người. Đó là Long Bùi làm. Thì nói chung là cây nào làm được thì em Long Bùi mới nhận làm, còn không làm được thì Long Bùi sẽ nó không không nhận làm. Chứ không phải là những cái cây mà nó đã gọi là quá quá tờ rồi mà mình vẫn nhận làm thì làm không được. Mà đã làm rồi thì bên cơ sở sản xuất đèn Vita Long sẽ làm gọi là tối ưu nhất cho mọi người, có nghĩa là nó đẹp nhất có thể, chứ không có làm chạy chùa, không có làm mà kiểu sơ sài thì em Long Bùi cũng không nhận làm. Để làm đó là mình nhìn vào cái đàn nó mất giá trị và nó mất thẩm mỹ của trên cái đàn lắm đó. Cho nên cái đầu tiên là để cho mọi người biết tới Long Bùi là cái khi mà mọi người hỏi cái Long Bùi á là cây đàn mình sửa bao nhiêu á, thì mọi người phải chụp hình cây đàn rõ rõ mặt trước, mặt sau, lưng hông, rồi hoặc là mặt trước, mặt sau và ngay cái điểm bị đó. Đỡ cho Long Bùi càng kỹ thì càng tốt, Long Bùi sẽ nhìn nhận cho mọi người. Tại mọi người ở xa nhiều khi mang tới thì đi nó cũng mất thời gian, mà làm thì Long Bùi để sẽ nhìn kỹ cái đàn và báo cho mọi người luôn là có sửa được hay không, làm được hay không. Thứ hai là tùy vào cái chất lượng của cái đàn. Ví dụ những cái đàn cao cấp đòi hỏi cái kỹ thuật nó cao, đòi hỏi sự tỉ mỉ nó cao thì giá thành nó cũng sẽ rất là cao, mà những cái đàn thường thấp thì Long Bùi sẽ tư vấn mọi người để làm cái mức tối ưu nhất để cho nó hạn chế cái giá thành nhất, để cho nó phù hợp với cái đàn của mình. Chứ không thể nào một cái làm thay cần, ví dụ như thay cần đi mà cái đàn của mình nó mua có 1 triệu dưới 2 triệu mà thay cần nó hơn 1,2 triệu, tại thay cần khi đó là mình phải đục ra hết, mình phải sơn lại hết toàn bộ, chà lại hết toàn bộ, hơn sơn cần sơn thùng, coi như là làm như là toàn bộ. Chứ không thể nào là cái đàn có giá thấp mà mình đem mình thay cần là nó phí. Mà những cái đàn 10 triệu, 20 triệu hay là cao hơn nữa mà vô tình nó bị gãy ở những cái điểm gọi là ở cổ cần thì bắt buộc mình làm phải thay sửa chữa hay là như nào đó, thì chi phí làm lại sơn lại nó rất là cao đó, ví dụ như vậy. Thì bây giờ Long Bùi sẽ lấy ra hai cái này để cho mọi người xem ha, để mọi người hiểu. Thì qua cái clip này Long Bùi muốn làm lên đó là để cho mọi người xem được cái tình trạng của cái đàn của mình nó cũng đang bị vậy như vậy, thì mọi người mới tìm hiểu được cái nơi mà tin cậy, cái nơi mà sửa chữa chất lượng của mọi người mà làm setup lại cái đàn mình nó hoàn toàn mới, hoàn toàn đẹp như lúc ban đầu. Tại vì chính Long Bùi cũng là người chơi những cái môn nghệ thuật, cũng chơi những cái thú vui mà mình tìm hiểu, mình chơi và mình cần thiết đó, mình cũng muốn mình là khách hàng để mang đến cái điều gọi là những cái tốt đẹp nhất đến cho mọi người đó. Và hiện bây giờ thì tất cả các trang mạng họ sửa chữa rất nhiều, mua bán rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu mình có tìm được cái người đỡ, người thợ giỏi, người sửa chữa giỏi đỡ sửa các bạn không thôi. Và bên mình cũng vậy, mình cũng làm nhưng mà không thể nào mình hướng dẫn cho mọi người được đó. Hướng dẫn những cái gì nó nhẹ nhàng nhất đó, ví dụ như chỉnh đơn giản nhất thì mọi người hỏi là buồn người thợ chỉ hướng dẫn. Còn trên này là đòi hỏi người thợ của bên mình phải sửa, bắt đầu làm từ những cái khâu mộc đến khâu sơn đó, sửa phết. Bây giờ mà Long Bùi làm quay lên hướng dẫn cho mọi người sửa như nào nào, thứ nhất là không có cắt ghép, thứ hai là sẽ có những cái người mà họ gọi Việt Nam mình mà tò mò ăn cắp, gọi là coi theo dõi, bắt chước làm theo không có đúng mà làm theo rồi vẽ ra này vẽ ra nọ, rồi vô tình hình dung là lại những người xem clip rồi lại thấy clip đó họ cắt ghép họ làm đẹp quá, cái lại vô tình hình dung là giống như là chữa bệnh mà sai sai phương pháp vậy, sai thầy sai thuốc vậy á.
cũng như Long Bùi lúc trước em Long Bùi làm là đóng hàng rất nhiều, đóng hàng đi tỉnh rất nhiều mọi người. Hay là clip để nói về những cái bệnh nhưng mà mình nói để cho mọi người hiểu. Ví dụ Long Bùi đóng hàng đi rất nhiều, trong quá trình đóng hàng nó mệt cái bắt đầu uống nước lạnh vô, uống có thể là 2 chai nước suối một lần, uống rồi ăn xong cái bắt đầu làm liền đó. Nó làm cho cái bao tử dạ dày của mình nó thay đổi, nó không chịu đựng được. Có nhiều khi nó đã bị trào ngược. Mà Long Bùi đi khám ở những cái bệnh viện lớn giống như Vinmec này đó, rồi rất là nhiều loại soi ấy rồi, nhưng mà uống thuốc một thời gian hết xong quay trở lại. Nhưng mà cũng một người anh cũng chia sẻ trên cái bài quảng cáo đó, Long Bùi thấy thật tâm, thấy được những cái gì đó mình nhắn tin mình hỏi thì người ta trả lời, người ta gọi là tư vấn mình rất kỹ, và Long Bùi dùng là nó hết. Là từ đó Long Bùi cũng phải gọi là nhiều khi mà mình gặp được những cái người giỏi như thế mình mới hết được bệnh. Thì cái đàn của mình cũng vậy, đang bị những cái lỗi gọi là nó nhẹ nhất hoặc là nó nặng, nhưng mà đúng cái người thợ sửa chữa họ nhìn nhận vào tốt cái ưu điểm của cái đàn đó, họ biết được cái đàn đó nó sẽ làm như thế nào và xử lý như thế nào và hoàn thiện nó như thế nào. Tại vì cái này là cái gỗ mà, cái gỗ khi các bạn đụng vào thì buộc cái lớp bưu ở bên ngoài nó cũng sẽ nó ra mọc hết, thì bắt buộc người thợ họ muốn làm đẹp họ cũng phải sơn lại, không thể nào lấy chai xịt 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 lên là không thể nào. Bây giờ nhiều cái shop đưa vào rồi quay video lên xịt xịt xịt, các bạn nhìn trên cái hình ảnh các bạn thấy nó đẹp vậy, nhìn ra ngoài ôi trời ơi toàn lỗi thôi. Mình đã sửa chữa những cái đàn như thế rồi, mình đã làm như thế rồi, bây giờ trên phương tiện thông tin đại chúng các shop họ làm không, mình cũng không hiểu là thợ từ đâu ra, cũng xem cái video trên YouTube cũng này cũng nọ rồi về cũng dựng lên vài cái đồ sửa đàn đó, rồi bắt đầu làm video sửa, rồi bắt đầu mọi người xem, rồi mọi người hình dung, vô hình dung mọi người làm nó. Còn ví dụ như Long Bùi làm ở trên này mà Long Bùi nói sai đi đó, nói sai đi không phải ở cái cơ sở của mình làm đi, mình nói sai đi thì tất cả những người anh em họ đã qua đây chỉnh sửa, sửa chữa canh chỉnh máy sinh hay là gọi sinh hay sửa chữa thì họ có thể nói như này đó, họ có thể là ừ thằng này nó nói dốc, thằng này nó láo, thì đúng không, thì nó mất cái uy tín, mất cái chất lượng của mình đi. Nhưng mà khi mà Long Bùi đã tư vấn cho mọi người làm ra chắc chắn cái đàn đó hoàn thiện rất đẹp, và Long Bùi nói một điều luôn, khẳng định luôn, cũng như những cây mà cao dây action Long Bùi nhìn vào cái đàn, chỉ cần nhìn vào video Long Bùi dám chắc cái đó sửa sẽ sửa được nó nhẹ cho mọi người. Nhưng mà chưa biết được về nó nặng nhẹ như thế nào, cái mức độ nó về được cái mức đẹp nhất nhẹ nhất của nó như thế nào, không hình thước nha, không hình thước đó là tùy nào mình phải cầm lên cái đàn nữa. Và cũng có một người anh, cũng mình nói luôn là cũng có một cái người anh cũng xem mình rất nhiều video, anh xem anh gọi cho mình ừ Long ơi cây của anh nó bị nặng ha, anh thấy em nói như vậy cái cây bây giờ em có thể chỉnh cần giùm anh, hạ người giùm anh được không. Thì mình nói anh là cứ chụp hình quay phim gửi cái video qua Zalo cho mình rồi gửi kỹ cho mình xem, mình xem mình báo. Thì từ ở trên Bình Tân chạy xuống mình chỉ cần chỉnh có vòng chưa tới 10 phút đó, ngồi đó chơi mình chỉnh, mình lấy liền cái nào là mình làm được, mình chỉnh liền được, mình làm liền được cho anh em, mình sẽ cố gắng mình làm cho anh em đó tận tình. Còn cái nào không được mình nói trở lại phải làm canh chỉnh ra, phải ép cần cho nó tốt nhất có thể thì mình mới giữ lại nha mọi người ha. Ví dụ như cây này đây, đây là mình làm cho một người anh ở Bình Dương đó, nó gãy ở cái cổ này, cái cây này là hoàn toàn là đã bị gãy ra rồi nha mọi người, hoàn toàn là đã bị gãy ra rồi. Cái này nó giữ lại là giữ ở thớ dây nữa thôi, vậy giữ ở thớ dây nữa đó. Cái này anh cũng xem, mình cũng mang qua mình và bắt đầu mình sẽ làm cái này. Thì có rất nhiều cách làm của cái cây này, tại vì nó bị gãy ở cái cổ cần này cũng rất là khó để làm để cho nó chắc chắn, nhưng mà Long Bùi cũng gọi là làm để cho nó được tốt nhất cho mọi người ha. Cái này thì mình thả, chỉ cần mình thả bộ khóa ra thả bộ dây ra là nó sẽ bị gãy thôi. Còn Long Bùi quay đây là để cho mọi người biết là ừ mình sửa chữa những cái vấn đề này, những cái lỗi này nó như vậy đó, để mọi người dễ dàng hình dung. Ví dụ như nó gãy cần này, gãy gót này, bung gót này, bung gót đít này, bung thùng này, bung ngựa này, những cái lỗi mà gọi là thường gặp nhất trong cái đàn, bung ngựa này có thể là mỡ mặt hay là nứt mặt đó, có những trường hợp thay cả cái mặt đàn luôn, nhưng mà đòi hỏi cái đàn đó nó phải là giá trị nó cao thì mình mới làm. Tại cái công làm trong đó rồi nó ảnh hưởng tới vấn đề và sơn phớt chà nhám chà đồ ra trên cái đàn nữa, nó chà ra để nó phun lại
hoàn toàn trên cái đàn nó làm ra rồi, là nó có tiếng vọt rất là cầu kỳ, chứ không phải là muốn thay là thay những cái đàn thường quá sao thay được. Có nhiều anh em chụp qua những cái đàn trời ơi, mình thấy nó rất là thường, nhưng mà không phải mình nói là đàn thường mình khinh mình không làm hay gì đó, nhưng mà thật sự là những cái đàn của bạn mua đàn mới nó còn rẻ hơn nữa, những cái đàn đó mình bỏ công ra bên mình làm đó. Đàn chờ bây giờ nó bán nhiều, rất là nhiều luôn. Đây là một cây đàn ngòi ha, đây là cây đây đàn cổ này. Cái này lớn tuổi hơn mình làm trong cái này mình sẽ cố gắng mình khắc phục cho anh Tân Lợi, anh đây là nội thất Tân Lợi là ở thành phố Thủ Đức mình luôn. Anh cứ chụp hình qua cho mình anh xem, anh hỏi Long ơi có sửa được không, ví dụ mọi người nhìn như thế này đúng không, là mọi người chắc chắn là ví dụ như cây này á thì Long Bùi có nói luôn cái này sửa thì được, nhưng mà cái gỗ mình nhìn cái đàn là mình biết cái gỗ này nó đã lâu lắm rồi, nó phải là 50-60 năm rồi, nó lớn tuổi hơn mình có thể là hai đời như mình, thì mình mới nói là cây này nó nguyên tắc của nó là dây ni lông mà mình bỏ vào dây sắt đúng không, dây sắt thì nhất định là cái lực kéo nó đã chịu không nổi rồi. Đây đó, đây là một khóa ni lông ha, bỏ vào dây sắt thì nhất định là cái bộ khóa cái bộ khóa nó chịu không nổi, bộ lực này nó kéo cái lực dây này nó kéo thì mà lâu dài nó sẽ kéo cái cùi hồi này nó bung là cái điều chắc chắn rồi. Nhưng mà mình nhìn vào cái đàn mình nói là cái này nhiều khi dán lại nó vẫn bung ra, tại cái sới gỗ này nó đã khô quá rồi, nó khô cái độ giữ của nó không có nữa, nó không có nữa. Nhưng mà mình vẫn muốn anh đem ra để mình xem được là cái đàn đó nó đang bị như thế thì ví dụ cái gỗ của nó mình có thở mình xử lý được, mình thay luôn con ngựa được không đó, mình thay luôn con ngựa gỗ của mình vào được không, tại con ngựa này bây giờ nó đã quá mỏng rồi. Mình biết những cái đàn ngoại này, mình đã làm đàn đấu giá của Nhật mà, mình biết những cái đàn ngoại này cái con ngựa nó rất mỏng, nó làm rất mỏng cho nên âm thanh nó rất là hay. Đây con ngựa của nó có thở là mình bẻ được luôn, ví dụ con ngựa này có thở là mình bẻ được luôn, nhưng mà mình bây giờ mình hỏi nha, nó rất mỏng, nó làm được rồi nè, nó giòn lắm thì sao mà vào cái lực dây mà đỡ giữ được, thì mình mới nói anh mang ra cho mình đỡ mình xem, tại cây này anh nói âm thanh của nó rất hay luôn, anh rất thích âm thanh của cây này đó, thì anh mới đem ra, thì tình cờ anh đem ra cho mình xem á, thế này mọi người nhìn, nếu mà nhìn vào video sao mà biết được đúng không, nhưng mà anh đem ra chỉ cần mình nhìn mình thấy cái độ độ mo của mặt này nó kéo phù luôn cái mặt này thì chắc chắn vừa ốp vào, sao ốp vào ví dụ ốp lên một cái đường thẳng như thế này thì ok đúng không, mà nó vên lên như thế này là mình ốp cái mặt sâu hơn, mặt trước nó hở như thế này thì chắc chắn nó đã không dính rồi, bình thường nó đã không dính rồi, bây giờ nó như thế này nữa thì không dính rồi đó, chưa tính tới cái cầu nang bên trong nó bị rơ hết nha. Mình đem ra mình có gọi rõ cái thùng thì mình biết là nang ở bên trong nó bị lỏng thì chắc chắn là nó sẽ bị lỏng, là nó khô quá rồi. Đây có một cái này đó, nó lỏng nó khô nó bung nang ở bên trong rồi thì rất khó làm, nhưng mà anh cũng ghé qua tiệm rồi tình cờ anh lại ngồi anh nói Long có cây lá xích nào hay á đỡ mang ra anh xem, thì anh thử từ khoảng 9-10 giờ và đến nỗi hôm đó ngày thứ bảy chủ nhật 9-10 giờ anh mang ra mà anh thử tới 2 giờ chiều anh thử, mà đến nỗi 4-5 người khách vào, 4-5 người khách đó mua hàng rồi, mua đàn của Vita Long anh thử giùm luôn đó. Anh ngồi anh chơi rồi mấy anh kia ngồi cũng nghe anh chơi cũng ngỡ thôi, anh chơi nhưng mà rất hay, mọi người cũng mua rồi nhờ anh test giùm, anh đánh giùm rồi anh lựa đàn giùm cho mọi người luôn. Mua là hôm đó là chạy là một buổi sáng anh vào đó là hết 4 khách vào mua những cái đàn cao cấp đó, từ 3,5 triệu 5,5 triệu đến 12 triệu 14 triệu, rồi tới anh chọn cái đàn 5,5 triệu để anh chơi thôi đó, xong anh lại ngồi anh đánh cây của tao nhà của bên mình, anh lại thích quá anh mới hỏi mình độc thùng nó có ảnh hưởng âm thanh không, thì mình tư vấn với anh cái LV Stone là không cắt thùng, chỉ đục vui giác thôi, thì anh mới nói mình đảm bảo là âm thanh khi mà đục vào á nó không mất âm thanh không, mình dám chắc chắn 100% mình nói anh là khi mình làm cái này á thì chắc chắn nó sẽ không mất âm thanh đó, mới đục vào luôn cho anh rồi anh thử anh lấy cái đàn đó đó, rồi mình mới nói anh á thôi được rồi anh cứ đỡ cái đàn này lại cho mình sẽ xem thử, mình ép cái mặt này này thử nó, mình sẽ dùng cái đồ cầm của bên mình á, mình cầm cho cái mặt này nó rút xuống rồi mình thả keo ở bên trong, mình đặt nang ở bên trong lại mấy cái nang bên trong, thả keo để nó khô, mình vào lại cái ngựa này thử được không, hoặc là mình thay luôn cái ngựa này thử vào lại bộ dây ni lông để anh chơi nó được không, thì đó là cái mà tôi quan khi mà Tâm Bùi đã xem những cái vị khách của mình trong quá trình nói chuyện, họ rất là gọi là tin tưởng, rất là nhẹ nhàng tin tưởng đối với Vita Long, thì mình vẫn hỗ trợ hết mức, mình vẫn nói với anh cứ đổi lại em xem, tại bây giờ ví dụ như cây này em nói anh là đi hết Sài Gòn mà không ai nhận mà làm cái này hết, mà em nói đã là không làm được là chắc chắn sẽ không làm được, nhưng mà em sẽ cố gắng, anh cứ đợi đây thư giãn, em chưa chắc là làm được,
Anh đỡ đây em xem thử qua bên mộc thì đồ thờ của em họ những cái tay ngờ của những người thờ mà gọi là làm ra những cái đàn mộc và lóc nấm, họ có thể họ giúp mình họ xử lý được cái này không đó, chứ long bùi cũng bó tay luôn chứ bây giờ mà nói long bùi làm á, long bùi xưa cũng gọi là làm chỉ làm những cái việc canh chỉnh hay là như thế nào cho mọi người tại cơ sở đây mà đụng tới này nữa long bùi cái đầu của long bùi bắt đầu bong 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 lại làm một ngày là không ra việc luôn đó, nhiều người nó cứ cái gì cũng cũng bắt long bùi làm thì cũng đâu được đúng không đó. Đó là những cái mà long bùi nói thì chắc chắn khi mà mọi người xem video này mọi người sẽ hiểu hiểu được những cái gì mà long bùi muốn nói đến đúng không, còn nhiều vấn đề nữa thì sẽ có clip sau cho mọi người nữa, còn ai có thể đến trực tiếp cơ sở sản xuất đèn Kim Tân Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, hoặc có thể kết bạn vào Zalo số điện thoại 0987 616639 của em Long Bùi đã được hỏi đáp và những cái hình ảnh gì đó thì mọi người cứ gọi vào cho em Long Bùi nha, thì Long Bùi sẽ giúp cho mọi người được tốt nhất đó. Bây giờ coi như kết thúc thì cũng cho mọi người xem đây là một cái đàn của một người anh đó, cái này là rất cũ kỹ, rất cũ kỹ, mọi người nhìn vào cái cách thức mà đóng thùng đóng cần như thế này đúng không, thì mọi người cũng biết rồi, từ cái cần cần nói cần ghép ở đây đó, cần nói cần ghép ở đây cho tới những cái dàn tuốt như thế này, mặt gỗ như thế này đây, thì một cái đàn rất khổ nhưng mà khi mà anh có nhờ Long Bùi làm á, làm là làm vấn đề và gãy cần này, nhưng mà anh muốn lấy lại viên cái mộc của nó thì Long Bùi mới làm cho anh, tại Long Bùi nhìn nhận cái đàn ra cũng còn rất là đẹp cho nên Long Bùi sẽ cố gắng làm cho nó ra cái mâm gỗ thời đại bây giờ nó còn làm sơn tốt hơn hồi xưa làm á, tại hồi xưa phôi dùng bưu đúng không, bây giờ mình nhìn được cái cây đàn đó là cái gỗ đó, và Long Bùi đã nhìn nhận ra những cái đàn mà Long Bùi dám chắc chắn cho mọi người luôn á, cho những người anh người chú mà khi xem clip này có những cây đàn mà gỗ vân gỗ rất đẹp nhưng mà thời xưa họ sơn cái vân gỗ nó bị chìm hoặc là lâu rồi dài cái vân gỗ người ta chơi nó bị tối đi, nó xuống cái màu của vân đó đi, là Long Bùi nhìn ra được những cái đàn đó, Long Bùi tư vấn cho mọi người là xả ra sơn lại hết. Và cây này cũng vậy, đây là một bộ bằng lăng hồi xưa này. À, mọi người xem cái băng lăng này hồi xưa này mình làm cho một người anh đó, cái này mình mới sơn xong luôn, rất cũ luôn mọi người, giống như đàn ván ép nữa, mọi người không 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 quen mắt nhìn đó, mọi người nhìn nó giống như là cây đàn ván ép mà Long Bùi làm nó ra được cái băng này đó, lòng vòng cường này, băng tự nhiên của nó nha, mình nhìn được là mình nhìn trong cái thớ thùng của nó, mình nhìn được là trong cái thớ thùng của nó, bắt đầu mình mới làm được. Mà cái này hồi xưa nó làm full nó mới ghê chứ, làm full này mặt còn dấu nó rõ luôn, full mặt đó, rồi mình sơn ra như này này đó, mình làm lại cầm cho anh luôn, cái cây của anh là bị gãy cổ cầm, gãy cổ cầm đó, gãy gọi là gãy mà đã dán keo nữa đó, dán keo nữa và bên mình phải xử lý luôn 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 cái hai con tán gỗ ở trong này nữa để cho nó giữ cầm gọi là tốt nhất đó nha mọi người. Nói tới đây cũng hơi dài dòng rồi, Long Bùi xin kết thúc clip ở đây, có thể sẽ hướng đến những mọi người những clip sau qua những cái đàn của khách hàng của bên cơ sở sản xuất Long nữa. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.